Chi Bảo tiết lộ ái nữ vừa chào đời đã khó tính hơn anh trai, vợ trẻ còn mơn mở nhưng đã vội chút sổ. Bữa đây, Chi Bảo đã chia sẻ ảnh hai con Gia Khang và Gia Linh lên Facebook cá nhân. Hình của các nhóc từ nhà nam diễn viên đều được chụp vào thời điểm 12 ngày tuổi, gương mặt vô cùng đáng yêu. Nhiều khán giả nhận xét Gia Khang và Gia Linh giống nhau như đúc, đặc biệt là ở môi và mắt. Chi Bảo tiết lộ bé Gia Linh có phần khó tính hơn anh trai Gia Khang ở giai đoạn sơ sinh. Nam diễn viên chia sẻ, cô Út được 12 ngày tuổi có vẻ khó tính hơn anh rồi đây. Bên dưới bài đăng của Chi Bảo, nhiều khán giả để lại lời khen ngợi dành cho hai nhóc tiền nhà nam diễn viên. Khi được hỏi về chuyện có sinh thêm con không, anh cũng thẳng thắn cho biết bé Gia Linh là con chót. Một số bình luận nổi bật của khán giả như Gia nhà này cần được di truyền thêm, vợ chồng anh sinh thêm con đi à, chị Han còn xinh đẹp mơn mẫn thế này mà anh vội chốt đơn vậy. Hai bé đúng là được đúc từ một cuốn ông bảo, Gia Khang và Gia Linh giống nhau như hai giọt nước. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Lý Thùy Trang Hà sinh ái nữ tại một bệnh viện quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp trọng đại, chị Bảo luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc vợ con. Cặp đôi đặt tên thật cho ái nữ là Gia Linh, gọi tiếng Anh là Jenny, cô bé khi chào đời nặng 3,265kg. Mẹ ruột và người thân của Lý Thùy Trang có mặt để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt càng. Trong khi đó, bé Gia Khang cũng đến bệnh viện ngay khi vừa đi học về, vui cười hớn hở và liên tục hỏi thăm mẹ cùng em gái. Sau khi xuất viện, Lý Thùy Trang còn được ông xã chào đón hoành tráng, trang trí biệt thự ngập tràn màu hồng đầy lãng mạn. Vợ Chi Bảo bộc bạch, cảm ơn người chồng luôn lặng lẽ làm mọi việc vì ba mẹ con, để cho cô vợ mãi mãi là cô bé 20 tuổi vô tư hay cười. Cảm ơn biệt đội các anh chị em ở nhà Trang đã tiếp tay cho chủ tịch làm lên một bầu trời màu hồng chào đón hai mẹ con Trang về nhà. Vợ trẻ của Chi Bảo Khoai nhang sắc trạng rỡ sau sinh.